Sói ăn thịt người vùng Gévaudan, nỗi kinh hãi của người dân Pháp. Từ những năm 1764, những vụ tấn công man dợ gây kinh hoàng toàn nước Pháp, ai đấy đều bỏ chạy thục mạng khỏi những vùng đất tối khi mặt trời khuất núi. Hơn 200 năm sau thời điểm quái thú vùng Gévaudan xuất hiện, người ta vẫn cứ kể những câu chuyện sởn gai ốc về nó, khiến con thú dữ ấy như vẫn còn hiện hình phảng phất đâu đó trong bóng tối. Cách đây hơn 200 năm, vùng Gévaudan miền nam nước Pháp bao phủ bởi một màu tang tóc trước sự tấn công của một loài quái thú kinh dị khiến hàng trăm người vĩnh viễn nằm lại ngọn núi hẻo lánh. Người dân tại nơi đây truyền tay nhau về một con dã thú, ngực rộng như con ngựa, thân hình như con báo đốm. Nó có đôi mắt đỏ như máu, răng nanh sắc nhọn cùng bộ lông màu đỏ rực. Để biết đây là quái thú nào, cũng như tại sao lại huyền bí đến như vậy, hãy cùng News TV xem ngay sau đây. Quái thú ăn thịt người vùng Gévaudan trong suốt những năm 70-80 của thế kỷ 18. Ở nước Pháp, người ta truyền tay nhau về câu chuyện về một con quái vật bí ẩn trong khu rừng Gévaudan thuộc miền trung nước Pháp. Con quái thú ấy đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các nông dân tại đây cùng với một thành tích khiếp đảm, xé xác gần 200 mạng người chỉ trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, cho đến ngày nay, người ta vẫn chưa biết rõ đó là con vật gì. Người Gévaudan miền nam nước Pháp kinh sợ Trước những câu chuyện truyền miệng kể lại về một con dã dạ thú với ngực rộng như con ngựa, thân mình dài như con báo đốm, đôi mắt rực lửa như màu lông của nó, con vật đồ sộ có thể đứng bằng hai chân sau, cắn vỡ hộp sọ người xấu số chỉ với một cú đớp từ hàm răng khỏe mạnh. Người ta còn kháo nhau rằng con vật miễn nhiễm với súng đạn khi mà không một thợ săn nào thành công trong việc hạ gục con thú bí ẩn. Trong truyền thuyết, quái thú Jevoden là một con sói chuyên ăn thịt người hay là một sinh vật lai giữa chó sói và chó nhà? Jevoden có răng rất to và đuôi dài hơn đuôi chó sói thường rất nhiều. Một số khác cho rằng quái thú Jevoden là ma quỷ siêu nhiên chuyên săn người. Theo mô tả thì nó không hẳn là một con sói. Nó có kích thước cỡ một con bê một tuổi, bụng trắng, phần còn lại màu hung, trên lưng có một vạch đen. Dường như nó không sợ súng đạn. Nạn nhân đầu tiên của quái thú vùng Jevoden là Jenny Bolet, một cô bé chăn kiều 14 tuổi. Nhiều cái chết khác diễn ra liên tục ngay sau Bollet và dường như con quái thú thích thú với phụ nữ và trẻ em hơn đàn ông suốt năm 1964, những vụ tấn công man dợ gây kinh hoàng toàn nước Pháp, tin tức lan truyền nhanh như cách người ta chạy khỏi chỗ tối khi mặt trời khuất núi. Bản thân khu vực Gévaudan cũng bí ẩn với bầu không khí hoang vu lạnh lẽo, nằm xa ngoài vùng ngoại ô nước Pháp, khu vực có tiếng là xa xôi và cô lập, với xung quanh là các thế lực tự nhiên từ vùng núi rừng vẫn chưa chịu khuất phục trước con người. J. M. Smith, tác giả cuốn sách Những con quái vật vùng Gévaudan, chặng đường tạo nên một con quái thú, nói Chewoodon trở thành phong nền hoàn hảo cho một loạt các câu chuyện dựng tóc gáy. Thế nhưng với dân làng nơi đây, sự thực tàn bạo và đẫm máu khác hoàn toàn với những trang giấy đẫm mực của báo chí. Một nghiên cứu hồi năm 1987 chỉ ra rằng trong 3 năm, con quái vật tấn công tổng cộng 210 lần, làm cho 113 người chết và 49 người bị thương. Một vài nghiên cứu khác lại không cho kết quả tương tự. Nước Pháp của năm 1764 đang trong thời kỳ tăm tối, chiến tranh 7 năm vừa chấm dứt, nước Pháp chịu nhiều thất bại cay đắng vua Louis thứ 15 mất đi nhiều vùng đất thuộc địa, tình hình kinh tế không mấy sáng sủa. Khi con quái thú bỗng xuất hiện, người dân Pháp vừa sợ vừa mừng. Họ run rẩy trước những cuộc tấn công tàn bạo, nhưng lại có cái cớ để mọi người dân trong nước có thể cùng hướng về một mục đích chung. Các vụ tấn công ban đầu không được ai để ý. Nhưng khi tờ báo Courier de Arvinen tung ra loạt bài mới, tìm hiểu về cuộc sống làng mạc xa khu trung tâm, người dân toàn quốc mới biết tới con thú vùng Gevoden. Các nhà chức trách chính thức vào cuộc, Etienne Lafort, đại diện chính quyền địa phương và đội trưởng Jean Baptiste Duhamel. Người đứng đầu lực lượng phòng vệ địa phương là những cá nhân đầu tiên tiến hành lùng bắt con thú có tổ chức. Có lúc lực lượng tình nguyện lên tới 30.000 người. Họ tổ chức đội quân như đánh trận thật và thậm chí cải trang lính tráng thành phụ nữ để dụ con vật lộ diện. Số tiền thưởng để hạ cục được con thú này ngày một cao. Theo sử gia Jane Mark Morriser ghi lại, số tiền đã có lúc bằng với lương một năm của một công nhân chăm chỉ. Báo chí viết nên những câu chuyện kỳ diệu có những cá nhân đối diện với con thú vùng Jevoden nhưng vẫn sống sót, những đứa trẻ, những người phụ nữ mạnh mẽ trở thành biểu tượng nhấn mạnh phẩm chất của người nông dân, người làng thành công nhưng thợ săn tới từ mọi miền đất nước đều thất bại. Càng ngày hình dáng con quái thú dựa theo lời truyền miệng của người dân lại càng bị biến tấu. Trong những báo cáo ban đầu của Laford, người ta nói rằng nó to hơn con sói nhiều, mũi dài và lông bờm sờm, nghe mô tả giống con linh cẩu. Duhamel lại nói rằng con vật ngực rộng như ngựa thân dài như báo và lông lỏ rực với từng sọc dài đen. Ông kết luận rằng ai nhìn thấy con vật cũng sẽ nghĩ nó lai sư tử, còn lai với con gì thì chưa biết. Có những cá nhân khác khẳng định rằng con thú có khả năng siêu nhiên, nó có thể đi bằng hai chân sau, lớp ra ngoài phản lại được cả đạn, mắt nó rực lửa, có khả năng cải tử hoàn sinh và kỹ năng vồ rất kinh khủng. Khi không có thợ săn nào hoàn thành được sứ mệnh khó khăn, nhà vua đã cử chính hộ vệ tài ba nhất của mình. Francois Anthony tham gia cuộc truy lùng, cùng với con trai và một đoàn tùy tùng lớn, Anthony lùng sục khu vực rừng núi xung quanh Gaveldon. Đến tháng 9 năm 1964, Anthony đã đi săn thành công. Ông mang về Versailles xác một con sói cực lớn, nhận phần thưởng từ vua Louis XV và sự biết ơn của dân làng. Chưa đầy hai tháng sau, tiếp tục có những nạn nhân mới, các vết thương giống y như lần trước. Suốt 18 tháng tiếp theo, vẫn có thứ gì đó lẩn khuất trong dạng cây, dõi theo người dân làng vô tội. Số người chết rơi vào khoảng 30 đến 35 người. Thế nhưng vua Louis 15 tin rằng con quái thú đã bị cận vệ thân tín của mình hạ sát, không giúp đỡ tận tình người dân Gevorden nữa, không còn được trợ cấp về nhân lực cũng như hỏa lực, dân làng làm việc đáng lẽ ra họ phải thực hiện từ lâu, tự mình săn lục con quái thú hung ác. Tại sao lại nói vậy? Thợ săn từ các khu vực khác không quen thuộc địa hình Gevorden cũng như không thông thạo ngôn ngữ địa phương để việc điều tra săn bắn được thuận lợi và giữa những người thường một vị anh hùng xuất hiện, anh nông dân và cũng là chủ quán trọ địa phương, Jean Chastel, người đã đi săn cùng Anthony trong những lần trước đây bị bỏ tù vì lỡ dẫn Anthony cùng đội đi săn vào một cái đầm lầy bẩn thỉu. Thế nhưng khi anh ta hạ sát được con thú hung ác này vào ngày 19 tháng 6 năm 1767, người ta chẳng còn nghĩ gì tới tội trạng trước đây của Chasthel nữa. Gen Chasthel tuyên bố rằng mình đã bắn chết con thú bằng đạn làm từ bạc nguyên chất, những vụ tấn công kết thúc, thế nhưng mọi bí ẩn vẫn còn đó. Con thú là giống loài gì? Các học giả, các nhà sử học và các nhà nghiên cứu vẫn tranh cãi bấy lâu, có người cho rằng đó là một con sư tử sổng ra từ đâu đó có người lại gợi ý đó là một sinh vật tiền sử tồn tại tới thời điểm bây giờ. Có người quay ra nghi ngờ heo chính là người nuôi con thú đó. Một mất mười ngờ, mất đồ còn vậy, huống chi mất mạng. Ông Smith lại có giả thuyết. Ông Smith lại có giả thuyết đơn giản hơn nhiều, lời giải thích hợp lý nhất và nhiều khả năng đúng nhất đó là đình có rất nhiều sói. Ông nói rất có thể nhiều con sói gây ra nhiều vụ tấn công khác nhau, nhưng đều là sói đến cách chúng hạ sát người vô tội chẳng khác nhau là mấy. Có lý lắm. Nhiều vùng của nước Pháp thời điểm ấy bây giờ đang bị sói tấn công liên miên, ước tính có tới 9.000 người tử vong trong giai đoạn cuối thế kỷ 16 đầu thế kỷ 19. Nhưng điều khiến cho khu vực Gévaudan nổi bật hơn chính là tính chất đẫm máu của từng vụ việc. Tỷ lệ tử vong cao hơn hẳn các vùng khác. Hơn 200 năm sau thời điểm quái thú vùng Gévaudan hoành hành, người ta vẫn cứ kể những câu chuyện sởn gai ốc về nó. Giả thuyết về quái thú sau hơn 200 năm, những điều bí ẩn thì vẫn chưa kết thúc. Bởi vì sau đó không ai có thể kể lại những điều gì đã thực sự xảy ra tại Silverden trong quãng thời gian kinh hoàng đó, cũng như lý giải được những biểu hiện kỳ lạ của con vật, từ cách nó tấn công người đến cách nó ăn thịt rồi mặc lại quần áo cho nạn nhân và cả cách nó đứng dậy sau các phát đạn như không hề hấn gì, mới đây nhà động vật học Michael Lewis, người Pháp, đã có một cuộc điều tra, ông tìm đọc các tài liệu lịch sử có ghi chép về con quái thú và những cuộc mất tích đã xảy ra hồi thế kỷ 18 ông đi đến kết luận rằng quả thật đã có một con thú kỳ lạ hồi đó và khẳng định con thú rõ ràng đã được huấn luyện để tấn công con người và chỉ con người mà thôi. Do vậy, nó không thể là một con sói vì loài này rất nhút nhát, dễ kích động nên khó huấn luyện. Có lẽ đó là một con vật được lai tạo giữa sói và chó nhà. Nhưng ai là người đã huấn luyện nó? Để trả lời câu hỏi này, Michael lưu ý đến gia đình Jane Chastel bởi ông ta là người đã giết được con thú một cách rất dễ dàng. Hẳn ông ta và con thú đã rất quen thuộc nhau. Theo lời kể của những người trong vùng, Gen heo và con của ông là những kẻ hung dữ và biết thực hành phép thuật của phù thủy, họ thường sống tách biệt cùng với một bầy chó đông đến hàng trăm con. Theo Michael Lewis, không còn nghi ngờ gì nữa, Gen Chathiel chính là một kẻ bệnh hoạn, điên khùng, hung bạo, có máu giết người hàng loạt. Ông đã dạy cách tấn công con người cho một con chó to lớn và khôn ngoan. Thỉnh thoảng ông dẫn con vật đi theo để thực hiện các vụ sát hại đẫm máu nhằm bảo vệ cho con vật. Jane Chathel còn trang bị cho nó một tấm áo giáp bằng da lợn lòi. Vì thế nó có sọc đen trên lưng và không bị giết vì đạn bắn. Cuối cùng có lẽ do lưng tâm cắn rứt. Nên Jane Chathel đã quyết định kết liễu đời con vật khát máu và từ bỏ con đường tội lỗi của mình. Dù sao thì những lý giải của nhà động vật học Michael cũng chỉ là một giả thuyết và câu chuyện về con thú ở Jevoden cũng chỉ là một giả thuyết và câu chuyện về con thú ở Jeverden vẫn còn là một bí ẩn. Cho đến ngày nay, vẫn chưa có ai có thể khẳng định chắc chắn rằng quái thú đó từ đâu xuất hiện và nó chính xác là loài nào. Có rất nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng nhìn chung vẫn tồn tại các sơ hở ở mức nhất định. Điều duy nhất có thể chắc chắn là tại vùng Jeverden miền nam nước Pháp vào những năm 1964 đến 1967 đã thực hiện xuất hiện một thế lực với sức mạnh đáng sợ, đủ để cướp đi mạng sống của gần 200 người dân vô tội. Trên đây là video sói ăn thịt người vùng Gironde, nỗi kinh hãi của người dân Pháp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay hãy subscribe, like và share để ủng hộ News TV. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.